Hello xin chào anh chị em Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest Diễn biến thị trường ở cái phiên kết tuần ngày hôm nay Đầu phiên nó tiếp tục tăng rất mạnh hướng lên Tuy nhiên cũng chính bởi vì không vượt qua được cái vùng biên trên của mây Mây Chimoku Sau đó nó gặp cái áp lực bán ra của một số cổ phiếu trụ Với mục đích kéo chỉ số thị trường xuống Để lấp lại, để test lại cái gáp được mở ra phiên sáng nay Thanh khoản của phiên ngày hôm nay nó được giao dịch ở cái mức khá là thấp nên mình đánh giá cái phiên giao dịch ngày hôm nay của thị trường nó chỉ là một phiên test lại để sang tuần sau nó kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ ở bên dưới này sau khi kiểm tra thành công cuối tuần sau thì chúng ta kỳ vọng thị trường tiếp tục hướng lên để tiến lên được đến vùng 1.300 điểm tạo lập ấy. họ muốn kéo lên 1.300 điểm thì kéo rất dễ kéo phát lên được ngay nhưng quan trọng là kéo lên rồi thì sao nữa liệu có vượt qua được vùng 1.300 hay không để vượt qua được cái vùng 1.300 Nó phải kéo theo cái sự đồng thuận Của các nhóm nghề nghề Của các nhóm cổ phiếu Phải đến 80-90% các cổ phiếu trên thị trường Nó phải thể hiện được sự đồng thuận đó Còn khi mà 80-90% Các cổ phiếu trên thị trường Nó chưa thể hiện được cái sự đồng thuận đó Và bây giờ dòng tiền mới lan tỏa sang Để kéo các nhóm cổ phiếu Chưa hồi phục, chưa tăng Trong cái phiên ngày hôm qua thì phiên ngày hôm nay mới bắt đầu tăng kiểu như nhóm hóa chất phân bón hóa chất này có CSV hôm nay tăng trần này Đức Giang hôm nay tăng khoảng 5% này mình đánh giá Đức Giang phiên nay nó tương đồng với phiên ngày mùng 6 tháng 2 này nên kể cả anh chị em chưa kịp mua hôm qua chưa kịp mua thời gian vừa rồi à, mua ngày hôm nay mình đánh giá rủi ro vẫn khá là thấp sang tuần sau khả năng nó test lại một vài phiên kiểu những phiên này kiểm tra lại cái đường hỗ trợ ngắn hạn cũng là kiểm tra lại quanh vùng 115 sau khi kiểm tra xong khả năng sau đó nó sẽ tiếp tục hướng lên ngắn hạn thì anh chị em có thể kỳ vọng lên đến 125 127 Em mình review trước với cổ phiếu này mà phiên ngày hôm nay nó cũng được hưởng ứng với dòng tiền tham gia rất quyết liệt dòng tiền tham gia rất mạnh nhưng mà thị trường nó trứng lại vì sao vì nó gần tiệm cận lên đến vùng một ba điểm rồi nên bây giờ phải sử dụng một số thủ thuật sử dụng một số cổ phiếu trụ có thể gây tác động thị trường như ngày hôm nay thì thằng hòa phát test lại chỉnh này vb bank mb ctg bcm shb nhóm bank hôm nay trứng lại Đấy là cái lý do hôm qua mình phân tích với anh em về việc là trong thời gian tới anh chị em hạn chế mua mới, hạn chế tham gia nhóm banh. Vì sao? Vì nhóm banh thứ nhất là nhóm banh nó đang tiến gần lên đến cản quá rồi. Nên nhóm này khả năng cái dư địa tăng của nó không nhiều. Nên mua nhóm này ấy, có thể vẫn có lãi nhưng lãi nó chỉ mất khoảng 1 2% không đáng kể. So với việc anh chị em mà đánh được những cổ phiếu như Đức Giang hay là CSV ấy, thì khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể nó sẽ tốt hơn. Hay như một số cổ phiếu riêng lẻ như TG hôm nay tiếp tục tăng này thằng ngày hôm qua mình khuyến nghị anh em mua ở đây này một số cổ phiếu như HCM này, như SSI nhóm trứng này, và rất nhiều các cổ phiếu khác, nó đang trong một quá trình cân bằng và sắp sửa, nó còn tiếp tục đi lên nên, cái điều mà chúng ta cần thấy của thị trường, nó đã xuất hiện rồi, đó là nó xác nhận dòng tiền lan tỏa dòng tiền tham gia mạnh mẽ rồi thì cái điều chúng ta cần làm bây giờ là đi tìm các cổ phiếu, nếu như đang cầm tiền mặt vẫn còn đang cầm tiền mặt, phải nhanh chóng đi tìm cổ phiếu, nó chưa tăng và nó có xu hướng nó có dấu hiệu có tăng sâu thị trường là phải nhảy vào ngay nhưng nó phải có tính đầu cơ thì nếu như cổ phiếu đó mà bây giờ tạo lập chưa muốn kéo chưa muốn đánh thì cái anh em có mua cổ phiếu ở dưới đấy thì cái xác suất nó giúp anh em mang về lợi nhuận cũng rất là thấp nên ưu tiên thứ nhất là ưu tiên cổ phiếu nhá nó phải có tính đầu cơ này tạo lập chuẩn bị đánh lên này à, thì mỗi nhóm cổ phiếu anh em ưu tiên một hai cổ phiếu leader một hai cổ phiếu đầu ngành đầu dòng thôi thì cái xác suất nó sẽ giúp anh chị em mang về lợi nhuận cao hơn, nó sẽ tối ưu lợi nhuận giúp anh chị em hơn, Là cầm ở những cổ phiếu mà không được lái đánh, có rất nhiều cổ phiếu trên thị trường, tuy nó giảm xuống cái vùng đáy rất là lâu rồi, nhưng chưa biết bao giờ lái kéo, chưa biết bao giờ lái đánh, nên ưu tiên thì vẫn là ưu tiên những cổ phiếu leader. Mỗi nhóm ngành, mỗi nhóm ngành nghề, mỗi nhóm cổ phiếu anh em ưu tiên một hai cổ phiếu. Lát nữa mình sẽ tiếp tục mình phân tích và mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ với anh em về một vài cổ phiếu mà cái xác suất tuần sau nó tăng và tiếp tục tăng là rất cao, dư địa tăng thì mình đánh giá là có thể sẽ giúp anh em mang lại khoản lợi nhuận từ 15 đến 20% phần trong thời gian tới khi thị trường nó tiến lên đến cái vùng 1.300 điểm tiếp cận vùng 1.300 điểm trong thời gian tới để anh chị em quan sát để anh em chú ý để anh em tận dụng cơ hội anh chị em nhé và nếu như mà theo dõi quang và nếu như anh chị em muốn về đồng hành cùng quang để nhận được cái khuyến nghị nó kỳ thời tránh bị bỏ lỡ những cái cơ hội tiềm năng sắp tới mà anh chị em yêu thích qua có thể làm theo hướng dẫn trên màn hình và anh chị em inbox qua số điện thoại trên màn hình để quang tư vấn quang hỗ trợ anh chị em anh chị em nhé sau khi theo dõi về vận động thị trường trong thời gian vừa qua nó rung lắc nó test lại đầu tuần và sau đó có xu hướng kéo lên cuối tuần thì đánh giá kể cả về cái chặt kỹ thuật ngày cái chặt kỹ thuật tuần chúng ta đều đang thấy những tín hiệu những dấu ấn rất là tích cực mà thị trường nó đang thể hiện thì anh chị em hoàn toàn có thể tiếp tục kỳ vọng thị trường nó sẽ tiếp tục hướng lên đến 1290 1300 nhưng không phải là nó kéo ngay một hai phiên tiến thẳng lên đây kéo thì kéo lên rất dễ sử dụng Vinhome sử dụng Vietcombank là kéo phát lên ngay nhưng mà quan trọng kéo lên rồi để làm gì thì trong thời gian vừa qua anh em thấy đấy giai đoạn đầu tiên nó kéo này kéo toàn kéo trụ kéo phục vụ phái sinh và phải sau khi nó rũ xong nó rũ khoảng ba cây xong nó đánh hướng lên thì lúc đấy là dòng tiền nó mới lan tỏa nên thị trường mỗi ngày nó tăng một vài điểm thôi có thể thứ hai tới nhá nó tiếp tục nó test về quanh 1260 cộng trừ là bám về quanh cái vùng hỗ trợ này này. Sau đó nó cân bằng rồi nó tiếp tục nó hướng lên, lấp lại gáp. Sau khi lấp gáp xong nó hướng lên có thể một vài phiên tới trong tuần sau nó tiếp tục nó quay lại, nó test lại nó có thể nâng nâng đáy, nâng đáy trong ngắn hạn. Rồi nó tiếp tục nó hướng lên, hướng lên quanh 1280, 1290 rồi tiếp tục hướng lên đến 1300. Trong ngắn thì chúng ta có thể kỳ vọng 1300 từ đã để tránh cái việc là kỳ vọng dài quá, kỳ vọng xa quá, lỡ chẳng may uh, tiến lên đến 1.300 nó lại đạp cho phát nữa, giống như những cái nhịp trước đây này, ba bốn lần không vượt qua được. Thì chúng ta có thể chủ động được những cái vị thế đang nắm giữ. Cái vị thế nó sẽ quyết định tất cả. Vị thế cổ, cổ phiếu anh em đang nắm giữ giá có tốt hay không, nó sẽ quyết định được anh chị em có gồng lãi được hay không. Nhưng nhiều khi đặc biệt như năm 2024 ấy, rất nhiều nhà đầu tư có những cổ phiếu lãi 10 15% gồng chấp chỉnh, sau đó thành lỗ ngược luôn những cái giai đoạn này anh em cũng để ý những cái giai đoạn đầu năm ấy những cổ phiếu như đích này rất nhiều nhà đầu tư lãi này lãi 15 20 sau đó phải bán lỗ ngược luôn không bán là đến bây giờ kẹt hàng luôn cái cổ phiếu nó giảm từ tháng 4 cho đến nay nó giảm khoảng 40 thì với cái vị thế lãi 15 20 không chấp được nên đấy là lý do chúng ta vẫn chủ động ưu tiên đánh ngắn cái đã còn sau này nó có vượt qua cái vùng 1.300 thì lúc đó chúng ta tính tiếp chúng ta vào lại vào lại là vào lại quyết liệt luôn khi nó đã vượt qua 1.300 kiểu như ở Đức Giang hôm nay ấy. hôm nay nó vượt qua cái vùng uh, vùng cả 115 này kể cả cuối phiên nó có chứng lại nó không tăng được giá trần không sao cả thanh khoản ngày hôm nay là uh, thanh khoản tốt dòng tiền lớn tham gia nó kiểu như tương tự phiên này thanh khoản cũng rất là tốt tuy nhiên có cái sự tham gia của nhỏ lẻ nên chính vì vậy có thể như người nó test lại một vài phiên có thể test lại về quanh 114 114.5 sau khi test xong khoảng 3 năm phiên nó tiếp tục hướng lên tăng mạnh thì anh em bọn nó có thể kỳ vọng khi mà mua cổ phiếu ở vùng này kỳ vọng lên đây khoảng lợi nhuận khoảng 10%. Còn anh em mà mua được ở nền mấy phiên vừa rồi thì có thể kỳ vọng 15 20%. Thế là mình review trước với đằng Đức Giang. Còn về diễn biến thị trường, nhé cái đánh giá của mình về diễn biến thị trường, chưa gần mới tăng được phiên kèm theo dòng tiền tham gia rất quyết liệt như này thì cái tỷ lệ xảy ra mình đánh giá thật rất, rất thấp tại sao? Cái dòng tiền tham gia vào thị trường ngày hôm qua nó kéo lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu sang các nhóm ngành nghề sau một thời gian trứng lại sau một thời gian test lại đặc biệt như cái nhóm trứng hay là một số nhóm cổ phiếu trong cái phiên ngày hôm qua nó có xu hướng nó test lại đấy nên nhìn vào thị trường thời gian vừa qua nhá nó chỉ test lại về quanh một hai ba tám nhưng nó không khác gì nó test lại về quanh một nghìn hai trăm cả Với bản chất là giống nhau bởi vì sao bởi vì anh chị em phải quan sát phải phân tích kỹ hơn về các nhóm cổ phiếu khi thị trường nó về 1200 thì những cổ phiếu như CDS nó giảm về đây này. Nhưng thị trường nó test lại khoảng 10 15 điểm. Những cổ phiếu này nó test thùng đáy thì nó không khác gì thị trường nó test về 1200 hay là 1190, 1195 cả. Đấy là cái yếu tố mà nhà đầu tư cần phải quan sát kỹ. Sau khi chúng ta đánh giá được cái điều này và cái nhóm chứng khoán ấy test đáy, test hai đáy, tạo mô hình hai đáy nó hướng lên, nhìn chung thì cũng không khác nhiều so với giai đoạn này. Nó hướng lên đến cái vùng cản nên nó chứng lại, ngày hôm nay nó chứng lại ở chuyện rất bình thường, thanh khoản rất thấp. Thứ hai tới hàng về có thể đầu phiên tiếp tục nhúng xuống tí, cuối phiên rút chân hướng lên, tiến thẳng lên đến vùng này. Sau đó có thể nó sẽ hoàn thiện một cái mô hình vai đầu vai ngược và thời gian tới nó lại tiếp tục mang lại cơ hội để anh chị em có thể tận dụng. Bị dỗ dụ không tránh được rồi. Nhưng sau khi nó rũ xong Nó xác nhận đảo chiều Thì đó là cái thời điểm anh chị em phải quay lại ngay thị trường Phải quay lại ngay để giải ngân Không là lỡ sóng luôn Anh chị em nhá, thị trường này nó rất khốc liệt Đấy là đánh giá của mình của thị trường Còn thời gian tới, sau khi tiến lên đến vùng 1300 300 à, Cũng là năm 2024 là bản lề của thị trường Sang năm 2025 Để nó vượt qua được cái vùng 1300 Có thể nó phải cần thời gian tái tích lũy trên này, này có thể phải 1-2 tháng tới, để sang tháng 2, tháng 3 có khi lúc đấy nó mới vượt qua được cái vùng 1.300 để tiếp tục tiến lên đến 130 là 140, hay là 1400 hay là 1800 như thời gian tới. Đấy câu chuyện sau này thì sau này chúng ta tính. Còn ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng về những cơ hội ngắn hạn kìa đã. những cơ hội nó vẫn còn để anh em có thể tận dụng để anh em có thể chinh phục. Quan trọng là anh em có dám giải ngân hay không, có dám hành động hay không thôi. Còn tiến lên đến vùng 1290 300 lúc đấy anh em mới dám giải ngân thì lại rất là khó. Mua nó thì vẫn có thể có lợi nhuận nhưng rủi ro nó sẽ tăng khá là cao có thể bây giờ rủi ro nó ở mức khoảng 10 20 phần trăm khi tiến lên đến cái vùng 1290 1300 thì rủi ro nó sẽ lên tới 40 50 phần trăm cơ có thể sau đó nếu như anh cầm được thì vẫn còn lãi sau một thời gian thì vẫn còn lãi nhưng trong ngắn hạn thì có thể sẽ ăn rũ nhiều khi thị trường nó rũ nhanh lắm như cái nhịp này này Để rũ mấy cây rũ hai ba cây thôi trước đó chúng ta vẫn kỳ vọng là nó rũ một hai cây sau đó hướng lên nhưng mà đến cây thứ ba nó rũ nó chưa theo kỳ vọng kỳ vọng của chúng ta thì phần lớn nhà đầu tư đều bắt đầu chán nản chán ghét thị trường rồi và sau khi phần lớn nhà đầu tư chán ghét thị trường rồi nhiều cổ phiếu nó đánh nhau kiểu phá đấy như như nhóm thép như hoa sen như nam kim như vnd nhóm trứng như kẻ cds giảm phá đấy hay một số cổ phiếu khác là phần lớn nhà đầu tư mất niềm tin thị trường và sau khi phần lớn nhà đầu tư mất niềm tin thì ngay sau khoảng một giờ đầu phiên ngày hôm qua thì sau đó nó kéo hồi phục hướng lên đấy là cái bản chất cái sự khốc liệt của thị trường nó thường xuyên nó diễn ra và sau đây thì mình sẽ bước sang cái phần số 2. Mình sẽ đan xen phân tích các nhóm cổ phiếu và cơ hội để anh chị em có thể tận dụng, anh em có thể tiếp tục tận dụng nếu như đang vẫn là đang cầm tiền mặt. Mình thì mình phun cổ từ hôm qua rồi. Gần như full cổ từ hôm qua rồi, hôm nay mua thêm một ít. Thì để anh chị em đánh là phải đánh quyết liệt anh chị em nhá. Thì trước tiên mình sẽ phân tích về nhóm chứng. Nhóm chứng thì hôm nay có cuối phiên có thằng VDS nó tăng trần tiếp tục tăng trần. Em thì tính đầu cơ của nó cao. Hai cây trần luôn. Tiến thẳng lên đến cái vùng bên trên luôn. Hai thằng nó khởi sướng cho cái đà tăng tiếp diễn của nhóm trứng. Tiếp theo sau đó là thằng SSI. SSI hôm nay tiếp tục giữ vững được cái đà tăng. Diễn biến này thì mình đánh giá là sang tuần sau HCM sẽ tiếp tục tăng thôi. Sau khi test lại gáp thì có thể mất vài phiên nó hoàn thiện xong cái cái vai bên phải và hoàn thiện xong cái mẫu hình vai đầu vai ngược này rồi nó tiếp tục hướng lên. Thì hướng lên thì hướng lên đến vùng 30, 30.5. Để anh em đang cầm ấy thì có thể kỳ vọng và chốt lời tiến lên vùng này khoảng 8 đến 10 phần trăm lợi nhuận đã còn sau này nó vượt qua hay không thì có thể trùng với thời điểm thị trường vượt qua vùng 1300 đấy là cái câu chuyện sau này chúng ta tính tiếp khi đó chúng ta cũng có thể kỳ vọng những cổ như FTS FTS thì với cái diễn biến này phiên ngày hôm qua nó tăng trần nhá phiên ngày nó trứng lại thanh quả rất là thấp nên không có gì đáng lo ngại cả Đấy như anh em đang cầm cái này thì trong ngắn hạn anh em có thể kỳ vọng tiến lên đến vùng 45 đến vùng 46 đây là cái vùng cản của đường line từ tháng 6 này tháng 8, mùng 1 tháng 10 vừa qua này và có thể thời gian tới nó tiến lên đến vùng này. Sau khi tiến lên đến vùng này có thể nó sẽ chứng lại test lại. Sau này thị trường có vượt qua vùng 1300 thì có thể để là thời điểm nhóm trứng nó vào pha nước rút vào cái sóng mới. Nhìn vào nhìn vận động của nhóm trứng nhá, anh em có thể thấy thời gian vừa rồi những cổ phiếu này này nó xây cái nền tái tích lũy khá là đẹp luôn. Chẳng qua thời gian vừa qua những cổ nó biến động nó rung lắc nên trong ngắn hạn có thể phải chịu khoản rủi ro khoảng 1 trăm Nhưng mình đánh giá đấy là cái chi phí đầu tư, chi phí cơ hội mà không tránh được trong quá trình đầu tư, đặc biệt khi thị trường nó bước vào thời gian biến động. Với những cổ phiếu này chúng ta có thể quay lại kỳ vọng. Trước tiên là kỳ vọng lên đến vùng 45.5 đến vùng 46. Sau khi test lại vùng này để câu chuyện sau này nó hoàn toàn nó có thể vượt đỉnh trong thời gian tới. Thì bây giờ có những cái kỳ vọng mới rồi. Đặc biệt là sau phiên ngày hôm qua nó tăng trần, nó khác hoàn toàn với những phiên này này. Phiên này tăng 4% khác hoàn toàn luôn thì nó sẽ tương đồng được những phiên này tương đồng được những phiên này thì tăng trần nhá tăng trần sau đó nó có thể rũ vài phiên rũ ba bốn phiên là chuyện rất bình thường rũ vài phiên về vùng hỗ trợ thì sau khi test xong rũ xong nó sẽ tiếp tục nó hướng lên thế kể anh chị em có đang cầm ở vùng hiện tại một vài phiên tới nó có test về đây nhá kể anh em có mua giá trần ngày hôm qua nó test về quanh vùng bốn hai bốn ba bốn hai sáu bốn hai bảy thì kể anh em mua giá trần ngày hôm qua vẫn thiệt hại khoảng hai phần trăm có thể cầm tiếp tục cầm được và sau này nó tiếp tục hướng lên đây thì anh chị em sẽ có khoản lợi nhuận để anh em chốt tranh thủ chốt ngắn hạn nếu như lên đây nó tiếp tục xuất hiện cây cụt đầu thì anh chị em mang ra anh chị em bán thôi mang hàng ra bán thôi kiểu tương tự, tự như viên này này thì mang hàng ra bán thôi chờ vào lại sau đây là FDF đây là mình phân tích về cái hướng đánh về cái diễn biến mà có thể nó sẽ diễn ra trong thời gian tới để anh em đang cầm ấy. anh em có thể chủ động có thể chủ động đánh và tranh thủ để chốt lời khi nó tiến lên đến vùng cản bên trên anh em mà chưa cầm đủ hàng mua thêm luôn về quanh 42.6, 42.7 có thể canh để mua thêm luôn. Nó test lại về quanh cái đường MA 50 ngày có thể tranh thủ canh để mua thêm. Em nhá. À, em test là một này, CZ là hai, sẽ tương tự như vậy. Thằng uh, C -test hôm nay nó mà tăng được như thằng VD này thì đẹp hơn. Nó tiến thẳng lên đến cái vùng vai này. Nhưng C test thì cuối phiên hôm nay nó không làm được thì chúng ta có thể kỳ vọng cho câu chuyện tuần sau. Thì sang tuần có thể sau khi nó test xong, lúc đấy nó sẽ lên thì uh, dư địa ngắn hạn tài thì có thể kỳ vọng tiến lên đến quanh vùng 37 đến 7 đến 38 và anh em đánh ngắn ấy, thì ưu tiên lên đến vùng này để anh em tranh thủ anh em chốt lời anh em để về CZ này MBS vậy MBS bản chất nó là một cổ phiếu rất là khỏe hôm qua dòng tiền tham gia rất là mạnh vào cổ phiếu này giữ cổ phiếu này tăng gần 10 phần hôm nay nó test lại test lại nhẹ chưa tới 1% đây là điều rất bình thường cổ phiếu nó vận động trong quá trình vận động thì nó test lại đây là chuyện rất bình thường có thể sang tuần nó tiếp tục nó test lại về quanh 29 test lại về quanh 29 nhúng xuống quanh 29 rồi nó test sau đó nó hướng lên cơ thế cái vận động có thể nó sẽ diễn ra với MS. bé anh em mà đánh ngắn thì có thể lên đến vùng này anh em chốt lời một phần chốt 50 phần trăm sau này có thể khi thị trường vượt qua vùng 1300 có thể để thời điểm thằng MBS nó vượt qua vùng đỉnh này phần lớn các cổ phiếu nhóm chứng trước tiên là nhóm chứng thì mình đã phân tích nhóm chứng nhóm này nó vượt qua cái vùng đỉnh để bước vào cái con sóng mới sóng hiện tại thì nó vẫn đang kỳ vọng là con sóng hồi phục sóng hướng lên đến cái vùng đỉnh cũ còn khi nhóm này nó vào vào cái con sóng mới vượt đỉnh ấy vượt đỉnh và vào con sóng mới có thể là sóng nước rút có thể là một con sóng xu hướng mới thì đó cũng có thể là thời điểm thị trường vượt qua vùng 1.300 điểm để đánh giá như vậy thì anh chị em có thêm cái góc nhìn để nhiều khi tránh cái việc là kỳ vọng nhiều quá để tránh cái trường hợp có thể khi tiến lên đến cái vùng cản bên trên này tiến lên cái vùng đỉnh thì có thể nó sẽ xảy ra cái áp lực rung lắc cái áp lực chốt lời kiểu như những vùng này kiểu những vùng này, kiểu những giai đoạn này tuy là thị trường chỉnh thị trường test nó vẫn có những cái nhịp rũ gần 10% anh em nhé thế là về nhóm trứng nên anh cho em mà canh nhóm trứng ấy thì sang tuần có thể tiếp tục canh quanh cái vùng hỗ trợ gần nhất của nó để tham gia để gia tăng rồi kỳ vọng tiến lên để sát cái vùng cảng bên trên vùng cảng gần nhất để tranh thủ chốt lời trong ngắn hạn đã cái vùng này thì mua vẫn được nhưng mà để nó tiến lên sát cái vùng 1.300 quá anh chị em mua lúc đấy thì khả năng rủi ro nó mới cao hơn anh chị em nhớ thì anh chị em phải chú ý cái nhóm thứ hai là cái nhóm banh nhóm ngân hàng nhóm này mình không ưu tiên mua nhưng mình phân tích để anh chị em theo dõi à, có thể những cổ phiếu như MBB nó sang tuần nó test xong nhúng tiếp tục nhúng xuống đầu phiên sau đó có thể nó sẽ tiếp tục hướng lên đến vùng 24.9 đến vùng 25 tiếp tục hướng lên đây nó chưa rút ngay đâu tăng một cây nhỉ hôm qua chưa dũng ngay đâu. Sau khi tiến lên vùng này này, thời gian tới khi thị trường chạm 1.300 ấy, đó có thể là thời điểm nhóm này nó mới tiếp tục nó test lại, chứng lại. Nó kiểu như thằng Techcombank hôm qua mình phân tích với anh em ấy, hôm qua nó có một cây tăng mạnh như này chứng lại ngay, thì cái thằng Techcombank ấy có thể nó đang ở vùng này. Thời gian tới có thể khi thị trường tiến lên đến vùng 1.300 ấy, nó sẽ chứng lại, nó sẽ test lại. Đấy là cái vận động của những cổ phiếu như Techcombank, Techcombank MB để anh chị em theo dõi. có thể nó sẽ hướng lên đây. Này. Sau đó sẽ test lại này. Tiến lên sát cái vùng đỉnh cũ sau đó test lại. Thì anh chị em mà muốn mua banh ấy thì canh cái nhịp chỉnh tới, canh cái nhịp test tới của nó để sau này để tham gia. Nhìn vào cái vận động của thằng Tết Con banh thì anh em có thể thấy là một cái nền tích lũy của nó đang có cái dấu hiệu thu hẹp dần biên độ này. Em thấy đẹp không? Thì sắp tới có thể kỳ vọng nó vượt qua vùng này ấy để tiến lên đến vùng 27, 28 trong thời gian tới đấy. Đây là về Techcombank anh em nhé tác công banh thời gian tới thì kỳ vọng này OB thời gian tới để tiếp tục kỳ vọng này STB vậy hay là STB nó cũng tương tự như vậy kỳ vọng của những cổ này nó nhỏ lắm từ giờ đến cái vùng một nghìn nó hơi nhỏ cái biên của nó hơi hẹp nên đây là lý do vì sao mình không ưu tiên đánh banh tiếp theo sau là cái nhóm bất động sản với những cổ phiếu như là đất xanh này như phát đạt này Novaland này đích này thì nhiều rất là nhiều anh chị em sẽ đi lựa chọn thằng đích và Novaland thay vì lựa chọn thằng đất xanh hay là phát đạt nhưng anh em thấy không thằng phát đạt hôm nay đóng cửa giữa là xanh nhá với diễn mấy này thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng ngắn hạn nó sẽ hướng lên vùng này nhưng hiện tại anh chị em mà đang muốn mua bất động sản ấy thì chờ nhịp mới mình không ưu tiên mua phát đạt hay mua đất xanh ở vùng hiện tại anh chị em nên ưu tiên cái nhịp mới nó sau khi những người nó tiến lên đến cái vùng 22.9 đến vùng 23 có thể nó sẽ trứng lại nó test lại thì anh em canh sau cái nhịp test anh em mua vì ở cái vùng này này tiến lên đây nhá Dư địa tăng của nó có khoảng Chưa tới 4% Trong khi nó có thể nó sẽ rũ lại Nên mình thì mình không ưu tiên mua phát đạt ở vùng hiện tại Đất xanh cũng vậy Đất xanh ở vùng này hơi khó mua rồi Nó đang chạm cái vùng biên trên Của cái đường Đường cản chéo Của cái nền sideways hướng lên Nên bây giờ mua những cái nhóm bất động sản Bây giờ là hơi khó Bây giờ hơi khó nhá mà dòng tiền có thể nó sẽ tập trung tập trung vào nhóm trứng hơn nhóm trứng trong thời gian vừa qua nó giảm nhiều rồi nhóm bất động sản những cổ phiếu như đất xanh như phát đạt trong thời gian vừa qua nó giữ giá tốt hơn rồi và thằng đất xanh từ tháng 8 như này nó tăng khoảng 20 thì thời gian tới nếu như nó trứng lại nó cân bằng ở vùng này này cân bằng khoảng 57 viên này cân bằng lâu hơn bao giờ cân bằng xong lúc đó chúng ta tham gia trong khi đấy thì dòng tiền nó sẽ tiếp tục tích cực chảy vào các nhóm cổ phiếu khác nhưng những cổ phiếu như đất xanh này như phát đạt khả năng là lên lên nhiều ấy sẽ thấp hơn sẽ khó hơn thì anh em mà muốn mua như này thì ưu tiên chờ nhịp sau ưu tiên chờ nhịp sau chờ test lại chờ test lại chờ cân bằng lại cân bằng là để rũ những nhà đầu tư đu bám ra ấy. sau khi rũ nhà đầu tư đu bám ra thì nó sẽ chứng lại cân bằng lại này sau khi hoàn thiện một cái nền sideways web hướng lên nó cân bằng lại nó có thể trong quá trình cân bằng nó tạo mô hình hai đáy ba đáy có thể sẽ test nhẹ thôi không test mạnh đâu không test sâu đâu vì ngày hôm qua là một phiên tăng trần nó test ngắn test nhỏ test sẽ tích cực hơn là test sâu test sâu nó sẽ phủ nhận lại cây tăng ngày hôm qua thì nó lại không được tích cực lắm anh em nhá đây là đất xanh phát đạt thì anh em mới ưu tiên chờ nhịp sau còn với riêng thằng Novaland thằng riêng thằng đích anh em chờ cây trần rồi anh em mua riêng những cổ phiếu này chờ cây trần mua anh em nhìn thấy thằng thằng đích nó đang xây một cái nền nền đi ngang nền kéo dài từ tháng 10 cho đến nay nhưng nó không kéo được đâu thì anh em cứ chờ cây trần này anh em mua cái xác suất giúp anh em có lợi nhuận nó sẽ cao hơn rất nhiều anh xem nhá đấy những cổ phiếu nhóm bất động sản còn nhóm thép nhóm thép thì mình chưa thấy tín hiệu cân bằng từ năm kim hoa sen chỉ có mỗi thằng hòa phát thôi anh em muốn đánh thì ưu tiên thằng hòa phát ấy. còn những cổ phiếu mít Cap, nhóm thép thì không ưu tiên chỉ ưu tiên được những cổ phiếu trụ nhóm thép thôi hòa phát ấy. nếu như anh em muốn đánh nhóm thép thì ưu tiên này chờ nó test lại chờ test lại về quanh 27.3 mươi 27 bảy này anh em có thể mua nhưng mình thì mình không ưu tiên nhóm thép ngoài những nhóm cổ phiếu này ra thì còn cái nhóm này, này. dòng tiền hôm nay là tham gia rất tích cực và có cơ hội trong này để anh chị em nào chưa kịp tham gia sang tuần sau tham gia sang tuần sau tìm cái điểm vào phù hợp để tham gia đó là cái nhóm hóa chất phân bón có thằng CSV này Đức Giang này hay DDV này DDV có thể kỳ vọng đấy DDV đang tiến dần lên cản anh em chờ một vài phiên tới nó test lại sau đó nó nhướng lên ấy. thì đó có thể là thời điểm để anh em tham gia để thằng DDV sau đó thì có thể kỳ vọng lên đến vùng 22.5 cộng trừ trước tiên là vùng này đã anh em nhá Thứ hai là cái thằng Đức Giang Thằng Đức Giang thì phiên ngày hôm nay Nó đang trứng lại bởi cái vùng cản phía trước là Ở hồi đầu tháng 10 Nó chưa vượt qua ngay được Nhìn chung thì nó không khác gì so với cái giai đoạn Tháng 2 đầu năm mà mình khuyến nghị anh em tham gia phiên này Mình khuyến nghị ở vùng 92.5 đến 93 Sau đó nó tăng một mạch tiến lên đến Ở giai đoạn này phải tiến lên ba mấy Gần 140 Vừa rồi nó chia cổ tức nên giá cổ phiếu nó giảm thôi thì cái phiên ngày hôm nay mình đánh giá nhìn chung nó không khác gì cái phiên này cả nên một vài viên tới có thể nó sẽ nhúng xuống Nó sẽ test xuống, test lại gác. Sau đó khả năng cao nó sẽ tiếp tục đánh lên Để anh chị em mà chưa cầm những cái này Là phải chú ý, phải canh cái thời điểm vào Thêm một tín hiệu nữa này ba cái đường tín hiệu nó chập lại với nhau Và nó dắt nhau nó đi lên trong thời gian tới Nhìn chung thì nó đang có xu hướng tương đồng với cái nhịp này Để anh chị em chú ý, để anh em theo dõi Nếu như chưa cầm thằng Đức ra nếu như phiên thứ hai tới nó tiếp tục nó đỏ về quanh 114 114.5 thì anh em nhớ cách để mua. Đấy về thằng Đức Giang. Đừng thấy nó tăng cao rồi mà không dám mua thì kỳ vọng tiến lên đến 125 thì có thể sẽ giúp anh em mang lại khoản lý nhận. Nếu như mua trong tuần sau thì nó sẽ giúp anh em mang lại khoản lý nhuận khoảng 10%. Và anh em mua được sớm ngày hôm nay hay mua được sớm ngày hôm qua có thể cái khoản lợi nhận nó sinh ra giúp anh em là khoảng 15%. CSV cũng là một trong những người khỏe nhưng mà cũng chính bởi vì nhiều đội hô con này hôm nay quá nên mình né né ra hôm nay, hôm nay mới vào hôm qua tối qua xoay ra nó hôm nay sáng nay phải vào phải vào vội à, cái con đức giang này hôm qua mình có phân tích với anh em ở trong cái video ấy ở phút thứ 17 bảy là thằng đức giang đang test đấy test cung và test đấy luôn thì xác suất nó tăng là rất cao thì không biết là có anh em nào sau khi theo dõi video hôm qua mà hôm nay múc thằng đức giang không nếu như anh em múc được thì quá là tuyệt vời luôn thì sang tuần sau yên tâm để cổ phiếu hàng về trước tiên cổ phiếu hàng về có lãi thì sẽ giúp anh chị em yên tâm để tiếp tục nắm giữ hơn anh em nhớ đấy về đức giang ngoài cái thằng đức giang ra thì có thằng dpm tuy nhiên dpm chính bởi vì hôm nay nó chưa vượt qua được cái vùng đỉnh này này anh em mua hôm nay là cũng hơi nguy hiểm đấy trong phiên hôm nay nó tăng rất khỏe nhưng mà cuối phiên nó thể hiện cái trạng thái cuộn đầu có những lúc tăng khoảng gần bốn nhưng mà cuối phiên còn tăng là khoảng không năm trăm thì anh chị em nào mà đu hôm nay có thể hàng về phải cắt lỗ nhưng nó sẽ là cơ hội dành cho anh em đang cầm tiền mặt khả năng test về đây này test về quanh vùng 35.5 cộng trừ thì anh em có thể canh để tham gia có thể canh để tham gia và chờ nhịp tới nó vượt qua luôn cái vùng 37 38 anh em nhá là đạm phú mỹ đạm cà mau vậy đạm cà mau thì tuy hôm nay nó cụt đầu nhưng mà chờ nó test xong khả năng sau này nó sẽ lên đấy, anh cho em chờ những người này chờ nó test xong sau này nó sẽ lên ngắn hạn có thể kỳ vọng lên đến vùng 41 41.5 anh em nhá cổ phiếu này nó đang có cái nền tích lũy theo cái chặt kỹ tuần rất là dài nên chúng ta có thể kỳ vọng sắp tới nó sẽ vượt được đỉnh. Nó kiểu như thằng PV ở nhịp này này. Sau khi vượt đỉnh thì anh em tìm cái vùng mở rộng để anh chị em canh để anh em chốt lời. Thì cái thằng Đạm Cà Mau trong thời gian tới mà vượt được đỉnh thì anh em có thể kỳ vọng tiến lên đến vùng 45. Từ cái vùng hiện tại mà tiến lên được đến cái vùng 45 là nó sẽ giúp anh em mang về quả lợi nhuận kỳ vọng là khoảng 20% đấy. với Đạm Cà Mau thì có thể kỳ vọng trong thời gian tới nó sẽ tăng được tương tự giống như là cái thằng PV trong thời gian vừa qua ấy anh xem nhá PVS này PVS này thì giao hiện tại nó đang tương đồng vùng này thì khả năng sắp tới là sẽ đánh lên vượt đỉnh để anh em có thể tranh thủ để chinh phục nó Đấy là nhóm hóa chất phân bón hóa chất ngoài cái nhóm phân hóa chất ra thì có một số cổ phiếu có một số cổ phiếu nó đang vận động theo kiểu riêng lẻ nó đang xây một cái nền tích lũy hôm qua thì mình có khuyến nghị anh em thằng TG thì hôm nay bắt đầu nó tăng này hôm nay tăng cuối viên tăng được hơn hai phần trăm này kỳ vọng có thể anh em nào mua nhá đang cầm nhá Vậy kỳ vọng lên đến quanh vùng 14.9 đến vùng 15 để tranh thủ chốt lời. Hay là có thằng VGC. VGC hôm nay test không sao cả. VGC hôm nay test thì sang tuần sau nó sẽ hướng lên thôi. Sang tuần sau sẽ tiếp tục hướng lên đến quanh vùng 47 5 Đến vùng 48 thì anh em có thể chốt lời. VCS nó, thì nó đang gặp cản ngắn hạn à, thì nó test lại thôi. Xây cái nền khoảng kéo dài khoảng gần 4 tháng. Khả năng cao thời gian tới nó sẽ tiếp tục đánh hướng lên thôi. Hay kìa thằng DTD hôm nay test lại là bình thường thôi. Nó đang xây một cái nền giá kéo dài hay là thằng EGC cũng là một trong những cổ phiếu Đang xây một cái nền kéo dài này. Có thể kỳ vọng tiến lên đến vùng này Tiến lên vùng 14.5 này Ngoài ra có thằng TG này hay VGT cũng là một trong những cổ phiếu Nó xây cái nền tích lũy kéo dài Anh em có thể canh để mua ở cái vùng nền giá này Và tranh thủ khi nó kéo BX hướng lên, nó kéo tăng mạnh hướng lên Thì em canh cái cây nổ để chốt lời cũng được Em nhé, vẫn còn rất nhiều cơ hội Sắp tới, quan trọng là anh em có Nhận diện ra không thôi và có dám giải ngân hay không thôi có dám hành động hay không thôi anh chị em nhá và nếu như anh chị em yêu thích quang muốn về đồng hành cùng quang thì nhớ làm theo cái hướng dẫn trên màn hình để làm nhanh tránh được bỏ lỡ cơ hội sắp tới anh em nhá theo dõi video đến giờ này thì anh em nhớ để lại cho quang một nút like subscribe kênh để khi quang đăng tải những video mới anh em không bị bỏ lỡ để kịp thời cập nhật về diễn biến thị trường cũng như các cơ hội tiềm năng sắp tới cảm ơn anh em đã theo dõi